Mấy chục bạn đã quay trở lại với kênh youtube Thiện Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 3 Cái bộ chuyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ chân Nhân à, Trước khi bắt đầu nội dung của tập 3 chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha Ở tập trước thì vì để có cơ hội tiến vào trong tiên cung dung nham Theo như là ý nguyện của mẫu thân Nên trước đã chế tạo nên một cái cơ quan tên là Hỏa Bạo Hậu hỏa bạo hậu, ý đồ là dùng cái cơ quan này để nổ nổ nát phá cái cánh cửa của tiên cung vì vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót cho nên hắn đã đi đến bái phỏng chủ công phường phi bàn là một lão giả tên là trần trà thì tại đây cái lão giả trần trà đã rất thương thức hắn và cuối cùng cũng đã thu hắn vào làm việc tại nơi đây nên chuyến trở về nhà của đại bá thu dọn đồ đạc rồi đã âm thầm dùng ngã phật tâm ma ấn kích phán cái kích thích của đại bá À, để cho đại bá của hắn đề xuất lên thiếu tập trưởng cho hắn gia nhập vào trong uh, hội sân yêu để tiến vào trong xích diễm yêu dung động đi đến uh, tiên cung rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời các vị đại hữu cùng theo dõi nội dung của tập 3 của bộ truyện tiên công khai vật của tác giả cổ chân nhân nhé các đầu hữu nhớ nhấn like share comment và đăng ký kênh ủng hộ thì nha đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất rồi nha rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé Ninh Trầm, Ninh Dũng ngồi bên cửa sổ lầu hai của quán cơm, luồn luồn giám thị đường phố. Xem kìa, Ninh Chúy xuất hiện rồi, chúng ta đi. Hai người bước chân thật là nhanh. Xếm đi tới giao lộ, làm bộ như là tình cờ gặp được, đối diện gặp được Ninh Chuyết. Ủa, Ninh Chuyết? Ninh Dũng kêu lên một tiếng. Ninh Chuyết nhìn về phía hai người, sửng sốt một chút. Mặt mỉm cười Ơ à, Là các ngươi hả Ninh Dũng Ninh Trầm Hai người này là động môn của Ninh Chuyết Ninh Trầm ra cái vẻ cảm khái Từ sau kỳ thi Chúng ta không gặp mặt Cảm giác giống như là đã qua rất lâu quá à. Ninh Chuyết trong lòng khẽ động Thời gian tuy là ngắn ngủi Nhưng nếu chuyện xảy ra tôi nói nhiều Tự nhiên là có ảo giác thời gian dài đằng đẵng rồi Ninh Dũng nói Ta nghe nói chuyện của các ngươi Sau khi thi thì ngươi và đại bá trở mặt Không muốn nhận sự trợ giúp của bọn họ nữa Bây giờ ngươi sống có mình à? Có khó khăn không vậy Làm cái gì kiếm linh thạch Để duy trì tu hành đây Ninh chuyến do dự một chút Trước mắt Ta đang làm việc giặt trong một cơ quan công xưởng Còn các ngươi Ninh Dũng cười khẽ một tiếng Cái chút đắc ý Nói Hư chúng ta đã gia nhập hội sơn yêu rồi chúng ta nên đi mua vật tư ra khỏi thành đêm nay chúng ta sẽ cùng với tiền bối hội sơn yêu tiến vào trong yêu động sân bớt yêu thú thế nào kích thích không Ninh chuyến kinh ngạc há miệng các người là muốn tiến vào trong xích diễm yêu dung động hả cái này quá nguy hiểm đi Hơ, sợ cái gì chứ sợ chết thì có thể làm được gì ninh dũng ưỡn ngực vẻ mặt khinh thường Tuổi còn trẻ Nên lang bạc khắp nơi Không mạo hiểm Lấy đâu ra lợi nhuận hơn người Không có tiền để tăng tốc tu hành Ta tới năm tháng nào Mới có thể chút cơ đây Ninh Trầm thì nói Đừng có nghe hắn thổi phòng Hội sân yêu Cứ tu sĩ của Ninh Gia chúng ta Đã từng nghe nói qua Đại nhân Ninh Phi Cơ chưa Chúng ta vào trong động Với sự dẫn chất của hắn đêm nay lại là lúc địa điểm thấp rất là an toàn ninh trầm hết sức xua tan băn khoăn của ninh chuyết ninh chuyến tỏ ra cái vẻ hâm mộ ninh dũng nhìn trực tiếp mời theo tờ nói ninh chuyết à ngươi cũng đừng có làm công sửa gì nữa dứt khoát cùng với chúng ta xuống động đi trong yêu dung động cất dấu bao nhiêu là bảo bối à nói không chừng Ngươi ở trong chiếc diễm yêu dung động thu hoạch được một gốc linh thực cũng đủ tiền lương một tuần cho ngươi rồi á ninh chuyến lắc đầu xua tay cự tuyệt nói thành tích cái môn kiếm thuật của ta vẫn luôn bồi hồi ở trung đẳng hạ đẳng đi chiến đấu với yêu thú quá là nguy hiểm ta không làm được đâu Hư, cái độ nhát gan ninh dũng trừng mắt đang muốn nói chuyện ninh trầm lấy ánh mắt ngăn lại mỉm cười đối với ninh chuyết nói nếu như ta là người ninh chuyết à ta liền quay trở lại nhận sai cùng với đã bá mẫu đã bá phụ để cho bọn họ phó thác quan hệ đưa tay vào trong sản nghiệp gia tộc đại ngộ này tuyệt đối tốt hơn công tác bên ngoài nhiều lắm mà ninh chuyến lập tức lắc đầu biểu hiện ra cái mặt khí phách thiếu niên ngự khí kiên định nói nếu đã đi tới bước này rồi Ta tuyệt đối không thể cứ cúi đầu như vậy được Ninh Trầm cười khẽ một tiếng <laughs> Vậy nếu như ta là bá phụ bá mẫu của ngươi Nhìn thấy ngươi nghèo túng đến mức Bên trong một cái tiểu công xưởng Không bắt mắt mà để kiếm sống Trong lòng sẽ nghĩ thế nào hả Có lẽ họ sẽ suy nghĩ là Xem đi xem đi Cái tên ninh chuyết không biết trời cao đất rộng này Không có chúng ta tương trợ Chỉ có thể sinh hoạt khốn khổ dần dần trở thành tu sĩ bên trong tầng dưới chót nhất á. <laughs> Ninh Chuyến nhất thời nhíu mày, sắc mặt âm trầm, giống như là bị đánh vỡ phòng hộ nội tâm. Ninh Trầm lấy lòng cười, không ngừng cố gắng. Một lát sau, nhìn cái bóng lưng Ninh Chuyến rời khỏi, Ninh Dũng nói, Thành tích của Ninh Chuyến tốt hơn hai chúng ta, nhưng cái này có lợi ích gì chứ? Còn không phải là dễ dàng chúng kế kích tướng của hai chúng ta Sẽ đáp ứng cùng chúng ta đêm nay hành động sao Ninh Trầm thở dài một tiếng hey, Nên chuyện cũng giống như chúng ta thôi Đều là người bình thường Đổi vị trí suy nghĩ Nếu như ta là hắn Bị cố tình tính kế Cũng sẽ chúng kế thôi Hay da yeah. Ninh Dũng Thấy đồng bạn tâm tình trầm thấp Khuyên giải an ủi Ninh Chuyết tuy là đồng môn của chúng ta Nhưng chúng ta hiện tại đã quy phục Ninh Phi Cơ Đại Nhân rồi Lần này là Ninh Phi Cơ Đại Nhân tự mình truyền đặt mệnh lệnh cho chúng ta Chúc bạn hữu cùng với trường học này So sánh với tiền độ của chúng ta tính là cái gì chứ Chúng ta ngày thường lại không hiểu rõ hắn Ninh Trầm khẽ lắc đầu hey, Bỏ đi bỏ đi Cứ như vậy chúng ta cuối cùng cũng có thể Khiến cho phi cơ đại nhân một cái công đạo rồi Đi thôi chàng vạn tối ninh chuyến một mình đi tới điểm tập hợp ninh dũng mỉm cười dắt hắn vào ninh chậm thì mang theo hắn đi đến trước mặt của ninh phi cơ ninh phi cơ là một trung niên trắng hán dáng người khôi ngô lông mày dài nhỏ hắn đánh giá ninh chuyến từ trên đồi xuống dưới một chút mà không chút thay đổi nếu đều là tộc nhân ninh gia như vậy lúc này ta điện chiếu có một chút an bài người giàu đội nhưng hãy nhớ rằng Mọi hành động đều tuân theo mệnh lệnh Và sự sắp xếp của ta <laughs> Dạng mới hiểu Ninh Chuyến vội vàng nói Trong đầu Ninh Chuyết Nhanh chóng sẽ qua tình báo Có liên quan đến Ninh Phi Cơ Nhiều năm trước đây Ninh Gia bắt đầu có ý Chuẩn bị vận chuyển tu sĩ ra bên ngoài Đến cả hắn tổ chức Ở trong ngoài hỏa thị tiên thành Ninh Phi Cơ chính là một trong số tu sĩ đó Bản thân của hắn Chiến lược rất mạnh hành sự quyết đoán có thể nói là mạnh mẽ vang dội hắn nổi lên nhờ khả năng nắm bắt các chiến cơ thoáng qua trên chiến trường và là một nhân vật kiểu tướng lĩnh lúc này đây ninh phi cơ chính là nhận được sự ủy thác của ninh trách nhận tiền của người khác lúc này mới phải hai người ninh trầm và ninh dũng đi kích tướng ninh Chuyết. ninh phi cơ hai mắt đánh giá ninh Chuyết liền thu hồi ánh mắt trong lòng đánh giá Luyện khí sĩ tầng 3 Bình thường không có gì lạ Rất nhanh Nhân viên tập hợp đủ Tổng cộng có hơn 50 người Trong những người này Tuyệt đại đa số đều là họ Ninh Một số ít người ngoài Cũng có liên quan mạnh liệt đến Ninh gia Ninh Vi Cơ dẫn dắt mọi người Bắt đầu xuất phát về phía Xích diễm yêu dung động Hỏa Thị Thiên Thành Là một cái tòa sơn thành điển hình phần lớn các tòa nhà ở trong phường thị tập trung ở giữa sườn núi càng hướng trung tâm thành thị thì địa thế càng cao trung tâm nhất chính là miệng núi lửa trên đỉnh núi càng đi bốn phía địa thế càng thấp là chân núi kéo dài mở rộng ra đoàn người ninh chuyến một đường từ giữa sườn núi leo lên dọc đường đi qua mấy trạm kiểm soát trải qua kiểm tra cũng rất là rời rạc cuối cùng cũng đến đỉnh núi trên đỉnh núi linh khí rõ ràng dày đặc nóng rực lên trong không khí tràn ngập cái mùi lưu huỳnh hơn nữa khá là gây mũi mặc dù là ban đêm nhưng mà miệng núi lửa thủy chung tỏa ra ánh sáng sáng ngời mượn ánh sáng nên trước nhìn thấy bầu trời miệng núi lửa từng đợt khói trắng phiêu đảng khói trồng khói trắng này có rất là nhiều yên vân tước tung bay chung quanh chui ra chui vào đám người nên chuyến đi tới rìa núi lửa nhìn xuống liền thấy trong miệng núi lửa là một mảnh nham thạch rộng lớn bằng phẳng nham thạch đỏ thẳm thời khắc nào cũng tỏ ra nhiệt khí nóng rực có tảng đá đỏ nói liền chặt chẽ cũng có tảng đá lộ ra khe hở dưới khe hở là chảy xuôi là nham thạch màu đỏ cam sáng ngời còn có trên tảng đá mở rộng từng cái cửa động có cơ động thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm có cửa động thì chảy xuôi ranh nham thạch Cũng có cửa động sâu không thấy đấy Là cái con đường có thể thông xuống lòng đất Càng sâu đi ra bên ngoài Vết núi và mặt đất đá gần như là thẳng đứng Một vòng vết núi đều hiện ra cái màu lưu ly li, Trơn nhẵn dị thường Đây rõ ràng là, là dấu vết nhân tạo Toàn bộ miệng núi lửa giống như là một cái cốc khổng lồ Mở đi về về phía trung tâm nên Triết liền phát hiện số lượng cửa động trên mặt đất đá đỏ này càng ngày càng nhiều kích thước cửa động cũng càng lúc càng lớn cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở nơi trung tâm nhất của nham thạch ở đó có một hồ dung nham hồ dung nham này giống như là một hạt châu lưu ly li màu vàng kim khảm ở chánh giữa nham thạch màu đỏ sậm hoa lệ chói mắt nham thạch màu cam màu vàng kim chậm rãi chảy xuôi bốc lên trong hồ nước thỉnh thoảng tối xa từng bò khí thật là lớn sóng khí cực nóng lấy cái hồ nham thạch làm trung tâm từng đợt từng đợt khuếch tá ra bốn phía sau đó lại bị vách núi ngăn cản sóng khí liền phóng lên trời cao Ninh chuyện ninh dũng đứng ở trên vách núi thân hình bị sóng khí sông ngược lên đánh sâu vào trong lê động mãnh liệt mặc dù ninh chuyết đã cổ động pháp lực thú hộ cái miệng mũi của mình, nhưng mà sống nhật vẫn là như cũ, vẫn nướng đến sân tóc của hắn. Ninh Phi Cơ nhìn thấy mấy người mới này có vẻ trần vật, thản nhiên, ra lệnh. Cho bọn họ, mỗi một người, một bộ pháp y đi. Thuộc hạ của hắn lập tức đem pháp y dự bị, ném cho hai người. Ninh chuyến tiếp nhận vừa nhìn, phát kiện toàn bộ pháp y từ đầu đến cuối, bao gồm làm mũ bảo hiểm, áo, nội y, ngoại bào. Ngoại giáp và dày Khi đi Phục đi miêu tả Đại lượng phù lục Lấy băng xương phù lục làm chủ <laughs> Phù bảo Trong lòng ninh chuyến hiện lên các đáp án Phù bảo khác với pháp khí Số lần sử dụng càng nhiều Thì sẽ tự mình hao tổn Nó là vật tư tiêu hao Ưu thế của phù bảo chính là chi phí Một ít vật liệu cơ bản Sau khi khắc phù lục có thể trở thành phù bảo giá trị sử dụng tăng vọt ninh trước lúc chướng ở trong tầng hầm ngầm thiết kế búa gỗ nhỏ chính là phù bảo ninh chuyến dùng nó để dễ dàng xử lý tốt cái bụng khói dầu những pháp y này là tiêu chuẩn của đại đội tu sĩ ninh gia hắn là ninh gia vì mưu cầu tiên cung dung nham nên đã cố ý nghiên cứu chuẩn bị chiến đấu đám người ninh chiết mặc nguyên cái bộ pháp y lập tức cảm thấy nhiệt độ khôi phục bình thường không hề nóng rực nữa mấy cái mùi lưu ly gây mũi lúc trước cũng hoàn toàn biến mất nơi vách núi có mấy cái đài treo ở nơi đó mỗi một cái đài treo đều có thành vệ quân canh gác một mặt là hộ chị mặt khác là thu phí ninh vi cơ dẫn mọi người chọn một đài treo từ đỉnh núi chính thức đặt chân lên khe núi ninh dũng hưng phấn dậm chân nhìn chung quanh hết sức tò mò. Trên mặt của Ninh Chuyết cũng hiện lên có vẻ kích động và cẩn thận. Mục đích của Ninh Phi Cơ chính là nhắm thẳng vào trong hồ dung nham ở trung tâm. Đội ngũ tu sĩ hơn 50 người cùng nhau hành động, lập tức đưa tới ánh mắt của người khác. Bên trong miệng núi lửa không chỉ có có đám người ninh chuyết này, có rất là nhiều đội ngũ hoặc là tu sĩ một mình trải trác ở trên khắp mặt đất chủng của sơn khẩu này thỉnh thoảng còn có tu sĩ từ đỉnh vách núi đi xuống có người là thông qua đài treo chính thức nhưng càng nhiều thì là tự mình dựng một cái sợi dây thần từ trên đỉnh vách núi leo xuống nhưng bởi vì sống nhiệt không ngừng trùng kích thổi qua quá trình có tu sĩ hạ xuống phần lớn đều là rất vất vả tu sĩ một mình bò xuống có thể tiết kiệm được một khoản phí sử dụng đài treo các thành vệ quân thấy những tán tu này đi xuống thì cũng không có ngăn cản mà ánh mắt đạm mạc phần lớn là làm như là không thấy nên chuyến dần dần tiếp cận được hồ dung nham khoảng cách gần hơn thì hắn liền phát hiện trong hồ nham thạch còn có sinh mạng tồn tại hoạt động lại là một cái bọt nham thạch khổng lồ nổ tung một con chuột lông gấm màu đỏ mượn khí lưu phù diêu mà lên xông vào trong khói trắng ở trên không chung săn bắn. Nếu như săn bắn thành công, có thể nhìn thấy được con chuột lông đỏ này ngậm một con yên vân thước hướng dưới đất mà nện tới. Bởi vì sóng nhiệt không ngừng sinh ra, tiêu trừ rất là nhiều lực đạo rơi xuống để cho cái con chuột lông đỏ mỗi một lần đều có thể lắc lư rơi xuống đất nham thạch, không bị thương mảy may. Một ít tu sĩ chuyên môn chờ cái đám hồng mau cẩm thử này săn mồi rồi rơi xuống đất. Một khi rơi xuống đất thì bọn họ sẽ ra tay sử dụng đạo cụ đặc chế tiến hành bắt giữ. Trong thức hại của Ninh Chuyết có một hạt châu tâm niệm lóe ra ánh sáng rực rỡ. Quả nhung thử nó có sức đề kháng quả hành cực mạnh có thể bơi trong dung nham. Nó săn yên dân tướng để kiếm sống trên người quả nhung thử Thứ mà có giá trị nhất chính là một thân lông chuột tập hợp đủ mấy trăm tấm thông qua thủ đoạn may giá luyện chế là có thể tạo thành một kiện thử nhung ít quả bạo hiệu quả rất là tốt quá lúc này ninh phi cơ dẫn đầu dừng bước trước mặt của hắn là một trong nhiều cái lối vào trong hang động không có cái gì đặc biệt so với các hang động khác ở chung quanh nhưng hắn rất là xác định kẻ quát chính là nơi này chuẩn bị tiến vào tu sĩ nghiêm nghị nghe lệnh. Đầu tiên là có một vị tu sĩ sau khi bấm chỉ quyết, hai tay đẩy ra, đẩy ra một cái làn xương tuyết trắng. Xương tiến thấm vào trong động, cái mép động lập tức phủ thêm một cái tầng băng xương. Hàng khí một đường đổ xuống, kích khởi phản ứng của địa động, sinh ra âm thanh rầm rầm. Âm thanh này càng lúc càng lớn, ngay sau đó, có một lượng lớn bùng từ trong lòng đất phun trào ra những cái bụng đất này sông lên trời cao từng tòa hỏa diễm thiêu đốt giống như là pháo hoa nở rộ Ninh chuyện thấy rõ bùn đất thiêu đốt cháy này chính là bùn dầu đợi cho đến khi bùn đất phun ra sông thì Ninh phi cơ nhảy xuống địa động trước các tu sĩ còn lại theo sát phía sau nối đuôi nhau mà đi vào ninh trầm ninh dũng cùng với ninh chuyết là có đám người mới thì được thành viên cũ dẫn từng đôi một nhảy vào cửa động. Lúc mới nhảy xuống địa động, nên chiếc còn trùng mình một cái vì bị hạn khí chung quanh làm lạnh. Một đường trượt xuống, nhiệt độ trong thông đạo liền nhanh chóng tăng trở lại. Để đến nửa sâu, thì nhiệt độ trở nên càng cao. Ninh chiếc chợt đi đồng thời cũng nhẹ bén quan sát biến hóa trên vách thông đạo bên người. Lúc mới bắt đầu, bốn phía thông đạo đều là băng xương che phủ Đợi cho đến nửa sâu thì những băng xương này đã tiêu tán hầu như là không còn khi hắn rốt cuộc rơi xuống đất sau đó hai chân dẫm lên mặt đất nên trước lại ngẩng đầu liền phát hiện mình đã ở trong một cái thế giới ngầm tràn ngập hỏa diễm và nham thạch mặt đất nham thạch dưới chân mơ hồ là xốp mềm vết đá chung quanh là màu vàng da cam bán trong suốt thời khắc nào cũng tràn đầy nhiệt lực mênh mông ninh dũng ở một bên tò mò vươn tay thứ chạm vào trong vách đá trong nháy mắt phụ vân trên găng tay của hắn liền tản rã đi một phần ba hắn sợ đến mức vội và vàng rụt tay trở lại cũng may tiếp theo đó cố tu sĩ ninh gia xuất thủ lấy ra một cái bình ngọc thả ra hơi nước mờ mịt hơi nước mương tụ thành từng cái dải lụa màu xanh trắng trôi nổi giữa không trung vờn quanh bên người mọi người chưa giúp mọi người chống đỡ nhiệt lực không gì không tới nên phi cơ an bài cái đám người mới như là ninh chiết đi giữa đội ngũ liền mang theo cái tu sĩ ninh gia tiếp tục đi về phía trước sự mới là lúc đầu đi qua rồi thì cái cảnh tượng xích diễm yêu dung động liền trở nên đơn điệu ninh dũng lầm bầm khi nào thì yêu thú mới xuất hiện đây cái vẻ đề phòng trên mặt của ninh trầm dần dần buông lỏng hơn rất nhiều nên chuyến thì lại âm thầm tháng phục linh khí nơi đây. Cái nồng độ cao đến mức mình từ khi sinh ra thế giờ chưa bao giờ nhìn thấy. Khó tránh, rất là nhiều tư sĩ cường đại, đều là tự tách ra khỏi quần tộc, sống một mình ở hiểm địa hiếm thấy này. Đoạn tiên pháp lực của ta bây giờ chỉ là pháp lực băng xương, linh khí nghiêm trọng chỗ này thì lại là thiên về quả tính. Còn hỗn tạp đại lượng quả độc nữa Đối với ta cũng không thích hợp Thông đạo với lòng đất Khi thì rộng rãi Khi thì chật hẹp Cứ xu thế rõ ràng là đi xuống Thông đạo cũng không chỉ là một cái Ninh Chuyết thường xuyên đụng phải ngã rẽ Nhưng mà tu sĩ Ninh Gia rõ ràng quen thuộc lộ tuyến Mỗi một lần Đều sẽ lựa chọn một cái hướng trong đó Không có chút do dự Quả tinh thảo cấm rễ trong nham thạch phiến lá trong suốt giống như là bảo thạch trong suốt thời khắc hấp thu địa nhiệt quả diễm có thể phát ra quả quang diễm ảnh qua hấp thu dung nham độc sát cỏ màu tím đen này phiến lá mỏng như là cánh da bản thể của nó là bất động nhưng mà bóng dáng của nó lại lay động giống như là ngọn lửa kình sâm hấp thu địa lực 130 năm là biến chất cái râu của kình sâm dài nhỏ là có năng lực thủ độn tự nhiên Dọc theo đường đi Ninh Chuyết gặp được vài loại linh thực Khi các tu sĩ ninh gia đi ngang qua Cũng sẽ phân ra một bộ phận nhân thủ Tiến hành hái Ninh Phi Cờ bất giác nhìn Ninh Chuyết một cái Sau đó vẫy tay với Ninh Chuyết Và tất cả những người mới tới Kiểm tra một đám Nói Biết gì sao Chúng ta phải gỡ hết những linh thực này xuống không ạ Đối mặt với kiểm tra đột nhiên của Ninh Phi Cơ Thì những người còn lại hai mặt nhìn nhau Nên chuyện suy đoán Những linh thực này đều rất là nhỏ Giá trị rất là thấp Tuy nhiên hái xuống không phải là về bản thân của linh thực Ta nghĩ hắn là để tuấn hộ thông đạo này tăng lực quét dọn Nếu mà có linh thực sẽ hấp dẫn linh thú, yêu thú Nếu mà tộc ta muốn trường kỳ lợi dụng cái thông đạo này Hiển nhiên là phải phòng ngừa cẩn thận không sai Ninh Phi Cơ gật đầu Học đường gia tộc bồi dưỡng các ngươi Rất là có hiệu quả Chọn một gốc linh thực đi Giống như là phần tưởng cho câu trả lời đúng Về phần có thể chọn chúng cây nào Thì phải xem giảng lực của người Ninh Chuyến không do dự Trực tiếp đưa tay Cầm một gốc hỏa tinh thảo Sau đó nói cảm ơn Đa tạ Ninh Phi Cơ đại nhân Ta đối với thị trường thảo dược Có một chút nghiên cứu trong linh thực phần quả tinh thảo này phẩm chất rất là tốt giá bán nhất định là rất cao ninh phi cơ gật đầu lại lắc đầu người chọn thứ có giá trị thị trường cao cũng coi như là không tệ nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn kình sâm bởi vì là người ninh gia tộc chúng ta tu hành công pháp bằng chút cái loại linh thực quả tinh thảo này không thích hợp với thể chất của chúng ta nhưng mà kình sâm cũng có thể có thể ôm dưỡng thân thể của chúng ta. Các ngươi bây giờ còn trẻ, không nên một mực để mắc vào tiền của, phải biết đầu tư vào bản thân mới là cái con đường thành công tốt nhất. Một khi các ngươi tu thành chút cơ kỳ, sẽ lại có hoàn cảnh nhân duyên khác. Ninh Chuyến nghe vậy, lộ ra cái vẻ nghiêm nghị thụ giáo. Ninh Vì Cờ nhân cái cơ hội này là truyền thụ. Tu sĩ ưu tú đều có can đảm phấn đấu phải dự đoán được đầy đủ tỷ lệ rủi ro lợi nhuận nếu người gia nhập chiến đường thì được phân công đến chỗ này canh gác mỗi ngày đều có thể thu hoạch mấy gốc linh thực còn được doanh địa tạm thời thủ hộ đây là kỳ ngộ hiếm có rất là nhiều lần từ chối rủi ro chỉ là từ chối cơ hội Ninh chuyến lộ ra cái vẻ ý động thân sắc biến hóa này đều rơi vào trong đáy mắt ninh phi cơ người sau đáy lòng cười khẽ Rốt cuộc vẫn là một thiếu niên Đại nhân Ta muốn đóng quân ở chỗ này Ninh Dũng la lên Ninh Phi Cơ cười Ha ha <cười> Người mới Người trải qua đặt quấn trước đi rồi đó sau Đại đội tu sĩ Ninh Gia Tiến vào một đại sảnh ngập Nơi này rõ ràng là trận địa tiền tuyến Ninh Gia cố ý xây dựng Trong đại sảnh Có hai tu sĩ Ninh Gia đóng giữ Tu sĩ đóng giữ vội vàng tiếp ứng Ninh phi cơ hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục Chính hắn thì đứng ở vị trí chánh giữa của đại sảnh ngầm Cố động pháp lực Bấm động chỉ quyết Chợt Vết động phía trên đại sảnh Hiện ra từng đạo trận văn phức tạp Trung tâm trận văn Là một trận bàn to bằng cái cối xoay Từ từ hạ xuống Cuối cùng là rơi vào trước mặt của Ninh Phi Cơ Ninh Phi Cơ Hai tay vỗ về cái trận bàn Dùng thần thức câu động Nhanh chóng điều duyệt tin tức ghi chém trong trận bàn Bởi vậy Hắn trong thời gian ngắn ngủi mấy cái hô hấp Liền đem hết thể phát sinh ở trong trọn danh địa này Điều rõ như lòng bàn tay Làm xong những cái thứ này Hắn lấy linh thạch từ trong túi ra Lấy những cái viên linh thạch đã hoàn toàn biến thành xám cho Hoặc là phần lớn đều là ẩm đạm Hết thảy đem đi thay thế Trải qua thời gian nghỉ ngơi hồi phục ngắn ngủi Đại đội tu sĩ Ninh Gia tiếp tục xuất phát Trên con đường sau đó Ninh Chuyến tổng cộng lại đi qua Ba doanh địa phía trước Có cái tiến hành tu chỉnh Có cái thì trực tiếp đi ngang qua Nhưng theo mọi người dần dần xâm nhập vào trong lòng đất núi lửa Uy hiếp dần dần tăng lên Tương tích yêu thú rõ ràng tăng nhiều Có hỏa nhân thử to bằng bàn chân Lại còn có cái đầu lâu bằng đá Có thể bay giữa không trung đó là hỏa thạch quỷ độc còn có đạp diễm thích dừng lại ninh phi cơ vẫn là xung phong bỗng nhiên giơ tay dừng lại tại chỗ chúng tu sĩ nhanh chóng dừng lại từ động chuyển sang tĩnh lặng kỷ luật nghiêm chỉnh hiển lộ ra cái tố chất chiến sĩ ưu tú ninh phi cơ cúi đầu cẩn thận quan sát một cái rãnh nhỏ trước mặt hắn vừa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trong cái lớp mặt lõm của khe nhỏ. Bề mặt trơn nhẫn, hơi tỏa ra ánh sáng, trơn bóng như là lưu ly. Là tẩu quả xà. Hắn là vượt qua 100 năm rồi, là một yêu thú cấp bậc chút cơ kỳ. Ninh Phi Cơ giới thiệu xong, hạ lệnh toàn quân đề phòng. Ninh Dũng thì tùy tiện, biểu hiện hưng phấn. <laughs> rốt cuộc, đủ phải rồi hả? Ờ, có nên vì cơ đại nhân ở đây còn sợ gì yêu thú nhỏ nhồi này chứ ninh trầm phân tích chúng ta ở đây tổng cộng có sáu vị chút cơ kỵ những người khác đều là tu sĩ cao giai luyện khí kỵ chỉ là có một con yêu thú cấp bậc chút cơ kỵ mà thôi ninh chuyến thì là âm thầm cảnh giác trong lòng hắn biết thể chất của yêu thú vượt xa tu sĩ nhân loại hơn nữa ở nơi này là xích diễm yêu dung động nếu mà thật sự phát sinh ra chiến đấu lâu dài rất có thể sẽ hấp dẫn những yếu tố khác đến vây công đại đội tu sĩ ninh gia tiếp tục đi về phía trước nhưng mà lần này tốc độ của bọn họ chậm lại đáng kể và bầu không khí trong đội đã thay đổi không lâu sau bọn họ phát hiện tẩu hỏa xạ tẩu hỏa xạ hình thể dài nhỏ toàn thân đều là tản ra ánh lửa chói mắt cả con rắn nó giống như là một đoàn hỏa diễm thiêu đốt kịch liệt trên thực tế, nó chính là hỏa diễm thành tinh, không chỉ có máu thịt yêu thú thông thường. Tẩu hỏa xà tính tình hung hãn, tốc độ rất nhanh. Tại trong nham thạch bơi đi, thường thường sẽ tại mặt ngoài tảng đá đốt tan sẽ thành một cái xà đạo. Vừa rồi, phi cơ chính là phát hiện xà đạo từ cái độ rộng của xà đạo, cái trình độ mặt lõm bị nướng thịt tiến hành phán đoán. Hiện tại, bọn họ gặp phải chính chủ Phát hiện phán đoán của Ninh Cơ không có chút sai lầm nào. Đây đúng là một yêu thú cấp bậc chút cơ kỳ. Các tu sĩ ninja bắt đầu tác chiến. Đầu tiên, các tu sĩ ném ra trận bàn, tạm thời bốn trận. Đêm, khi thức mọi người thu điểm lại. Sau đó, đại lượng tu sĩ bắt đầu chuẩn bị pháp thuật. Sau đó không lâu, từ đạo thủy tiễn bắn về phía tẩu hỏa xà. Tẩu hỏa xà? đầu tiên là gặp phải một đợt tạp hỏa bị đánh cho diễm Quang uể oải hơn phân nửa thì lúc này mới phản ứng lại tẩu hỏa xạ đánh về phía đại đội tu sĩ ninh gia khí thế hung hãn trong tu sĩ ninh gia có hai cái vị tráng hán chạy ra dùng nhiều cái loại pháp thuật che chở cùng với tẩu hỏa xạ ngạnh kháng kéo hắn tại chỗ các tu sĩ còn lại lại là một lần nữa thi pháp một mặt gia trì cho tu sĩ cận chiến mặt khác cũng đang tích cực Sát thương tẩu hóa xà Tẩu hóa xà song quyền khó địch tứ thủ Rất nhanh Đã bị đạo pháp thuật hệ thủy hệ băng Đánh cho thân thể đều thu nhỏ lại một phần ba Không biến, không địch lại Tẩu hóa xà liền muốn bỏ chạy Nên phi cơ thân hình như điện Chặn lấy tẩu hóa xà Hắn vỗ song trưởng Đánh ra hai đạo trưởng ấn băng xương ngưng tụ ra Trưởng ấn phi hành giữa không chung Hàng khí bốn phía tẩu hỏa xà bị bao phủ động tác đều chậm lại vài phần bang bang hai tiếng cơ hộ đồng chồng lên nhau chuyển ấn hàng xương trực tiếp đánh chết tẩu hỏa xà Một cái cuộc đột kích đẹp mắt hai mắt ninh dũng tỏa sáng càng hưng phấn hứ <laughs> đây là ninh phi cơ đại nhân á chung lại nói Tốt xa khao khát cùng với sùng bái cực kỳ mãnh liệt ninh chuyến liên tục gật đầu cũng là một bộ phận thần sắc không kém nhiều lắm. So với Ninh Dũng, âm thầm nhưng mà lại nghi hoặc. Ở trong núi lửa này, linh khí quả di động vì thường nồng đậm, sử dụng pháp thuật băng xương cố hết sức cũng có là vô dụng. Nhưng sao bọn họ vẫn dùng chứ? Đợi sau mấy trận chiến đấu, sơn giết yêu thú kế tiếp thì Ninh Chuyết cũng dần dần hiểu ra. Thì sao đây là Ninh Phi Cơ có ý thức luyện binh? Gặp phải yêu thú yếu vật yếu kém thì bọn họ liền sử dụng pháp thuật đối chiến huấn luyện phối hợp lẫn nhau cần phải yêu thú cường đại thì các tu sĩ ninh gia liền thi triển các loại pháp khí nên phi cơ chủ công để tránh đêm dài lắm mộng các tu sĩ ninh gia đều là chủ lực tốc chiến tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu phía trước có một con quả dùng ma viên kìa bỗng nhiên trong đội ngủ tu sĩ phụ trách điều tra hô to cảnh báo toàn quân ngũ đều bị kỳ trễ hỏa dung ma viên trưởng thành phi thường khó chơi một con ma viên có thể chống đỡ được 10 vị tu sĩ chút cơ kỳ rất là hiển nhiên ma viên có thể đạt đến ở nơi đây khả năng là ấu thể rất nhỏ ngay cả ninh phi cơ cũng nhíu mày chờ chút trạng thái của ma viên dường như là không đúng tu sĩ điều tra hai mắt nhắm chặt cái vòng tóc trên đầu tả mát ra ánh sáng nhạt Hình như nó chết rồi Tu sĩ điều tra mở hai mắt ra Có một chúng không thể tin Ninh Phi Cơ suy tư một chút Phái ra hai cái vị tu sĩ đi dò xét Mình thì xuất lĩnh đại đội lưu về phía sau một khoảng cách Một lát sau Hai cái vị tu sĩ trở về bẩm báo Lại là một thi thể một con ma duyên nữa không khí căng thẳng của cả đội được nói lỏng để cho đến khi đại quân đi đến bên cạnh thi thể ma viên ninh dũng kinh hô lên hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hỏa dung ma viên cái con yêu thú này thể trạng cường tráng cao chừng ba thước toàn thân được bao phủ bởi cái bộ lông dày màu đỏ thẳm bộ lông thuần thiên một màu đỏ thẳm như lửa phi thường xinh đẹp hỏa dung ma viên nhe răng nanh hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt thân thể của nó là cái sự tồn tại kỳ lạ kết hợp giữa dung nham và huyết nhục mặc dù hiện tại nó đã chết nhưng mà tự vết thương trên người nó có thể thấy được cái cấu tạo bên trong của nó giống như là nham thạch với lại chậm rãi lưu động như cũ đã mất ra nhiệt lượng mãnh liệt chỉ là đang nhanh chóng nguội lạnh nên phi cơ nhíu mày đây là một tình huống ngoài dữ liệu Hắn vốn nghĩ là một con hỏa dung mơ viên còn sống Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn Chỗ này đã xảy ra một hồi giao phong kịch liệt Quả dung ma viên ở chỗ này chiến đấu hăng hái Nhưng mà cuối cùng cũng không địch lại Đến tột cùng Là tồn tại gì Mà lại có thể một mình chém chết một con quả dung ma viên trưởng thành chứ Từ những cái dấu vết này Không phải là bất cứ cái loại yếu thú nào Được biết tới hết Nên vì cơ biết mình nhất định phải dò xét rõ ràng. Bởi vậy, mặc kệ một con yêu thú thần bí, hành động lớn của đại quân gia tộc trong tương lai, dưới tình huống tình báo không rõ, rất có thể chịu thiệt thòi lớn. Hành động dẫn đội đi xuống địa động của Ninh Phi Cơ lần này vốn là vì điều tra hoàn cảnh, thu thập tình báo. Đây là bổn phận của hắn. Nghĩ tới đây, Ninh Phi Cơ ngừng suy nghĩ. Viết đoán từ bỏ cái lộ tuyến ban đầu theo dấu vết theo dõi. Những cái con yêu thú thần bí này và ma viên trưởng thành đã có một phen kịch chiến cho nên chiến lược hiện tại của chúng ta có thể ứng đối. Hơn nữa, nó đã cùng với ma viên kịch chiến rồi cho nên chiến lược nhất định sẽ bị trượt xuống dốc một đoạn. Đây là cơ hội phi thường tốt à. Trong mắt của Ninh vi Cơ mang theo nhấp nháy mang theo đội ngũ không ngừng truy tung. Dọc theo đường đi Bộ họ lục tục phát hiện những yêu thú khác gặp nạn. Tỉ như là tẩu hỏa xạ sau khi chết thì hỏa tinh rải rác trên mặt đất, lại tỉ như là thi thể đạp diễm tích hay là các loại đá tảng của dung nham ma đầu phân tán khắp mọi nơi. Các tu sĩ ninh gia đuổi theo, đồ vật trong tay liền nhiều hơn. Lão đại, tới tục cùng là cái đồ chơi gì vậy? Sao mà lợi hại như vậy chứ? với nhiều yêu thú như vậy? <laughs> Lần này chúng ta chiếm tiện nghi rồi Cái loại yêu thú thần bí này Nhiều hơn mấy con nữa Chúng ta không cần làm gì Trực tiếp phát đạt Ninh Phi Cơ nhíu mày Âm thầm tính toán Đối phương Để lại mấy cái thứ này Không đi quét dọn chiến trường Hiển nhiên là không phải tu sĩ Nhưng mà những thi thế này Đều không phải là bị gặm nhấm Tài nguyên quả tinh cũng không bị nuốt đi Cái điều này dường như là cho thấy con yêu thú thần bí này không thuộc về động núi lửa Không phải là một phần Của chuỗi thức ăn ở nơi đây Có lẽ Đây chính là sủng thú của một vị tu sĩ nào đó chăng Hê, hey, Bất kể là thế nào Lần này chúng ta nhất định phải đem toàn bộ Mặt thật của nó dạch trần ra mới được Ninh Phi Cơ hạ quyết tâm Một đường truy đuổi Cuối cùng bọn họ lại đi đến ngõ cục Hơi hey, Phía trước Hết đường rồi sao Ê trời ơi không nên ha Cái dấu vết rõ ràng chỉ hướng này mà Các tiêu sĩ ninh cảm thấy buồn bực Ninh phi cơ nhìn chung quanh Sau đó là hắn lẩm bẩm Thi chuyển pháp viết nào đó Cuối cùng Ánh mắt của hắn dừng lại trên một bức tường Đưa về phía sau Kết trận Đập nát bức tường này xem Ninh phi cơ hạ lệnh Các tu sĩ ninh kết ba tiểu trận Kéo ninh chuyết Ninh Dũng vào trong tiểu trận xa nhất Dẫn dò bọn họ không được chạy loạn Râm, râm, râm Trận pháp khởi động Tiêu sĩ hợp lực không ngừng oanh kính vách tường Sau khi mặt ngoài tường vỡ nát Hiển lộ ra ánh sáng rực rỡ của trận pháp Nơi này lại ẩn giấu một cái tòa pháp trận phòng ngự Pháp trận phòng ngự trải ra đơn giản thô lậu Không có phòng ngự được bao lâu Thì rất nhanh đã bị đánh nát bấy Tường bị xuyên qua hiển lộ ra một cái thông đạo khác Chỗ này lại còn ẩn giấu một cái thông đạo sao Lúc trước không phát hiện Là bởi vì bị người khác che giấu sao chứ Ninh Phi Cơ nhíu mày Đuổi tới nơi này suy đoán lúc trước của hắn đã dao động Rất là rõ ràng Có thể bày ra tất nhiên là tu sĩ Cho dù là không phải là nhân tộc Thì cũng là yêu tu có trí tuệ Chứ do dựng một giây Thì Ninh Phi Cơ liền quyết định tiếp tục truy kích tu sĩ ninh gia bắt đầu thăm dò thông đạo bí ẩn bộ họ rất nhanh liền phát hiện tung tích yêu thú này tương tự như lúc trước có lẽ đây chính là linh sủng của một vị tu sĩ nào đó nó rất có trí tuệ bản thân có được quyền hạn thông qua trận pháp thông đạo này rất là nhiều nơi đều có dấu vết con người nè thời gian khai thắng còn sớm hơn cả chúng ta hề hey, nói cách khác ninh gia chúng ta ngược lại là người tới sau hả ơ đó là gì vậy Chúng ta đang ở cuối con đường này rồi ấy Cẩn thận một chút á Các tu sĩ ninh gia Một đường truy tung Đi ra khỏi thông đạo Đi tới một quán trường ngầm Có tầm nhìn rộng rãi Địa thế bằng phẳng Quán trường ngầm cũng trải ra hai trận pháp Đều rất là đơn sơ Giống như là hình vẽ nguệch ngoạc của hài đồng Ninh phi cơ phát ra thuộc hạ Đi chung quanh tìm kiếm manh mối Đúng lúc này Chuyển đến cái tiếng gào thét của yêu thú Cái tiếng gào thét Cái tiếng rít rào liên tiếp Từ bốn phương tám hướng vậy mà vây quanh mà đến Nên phi cơ kinh hãi Lập tức hạ lệnh rút lui Nhưng đến khi trong thông đạo Thì bỗng nhiên dung nhâm nóng rực chào ra Bọn họ chỉ có thể là lui về Đợn chết Đây là một cái bẫy Có thể có thủ bút như vậy Không lẽ là hai nhà khác Hoặc là phê của thành chủ sao nên phi cơ vừa sợ vừa giận một mặt chỉ quy mọi người kết trận mặt khác thì phái người điều tra chung quanh kết quả điều tra vô cùng tồi tệ Quảng chuyện ngầm này giống như là một cái trạm trung chuyển liên kết với rất là nhiều thông đạo mà tiếng những thông đạo này đang tuôn ra đại lượng yêu thú các tu sĩ ninh gia bố trí trận phòng ngự ở cái góc quảng trường toàn lực phát động trận pháp may mắn bọn họ chuẩn bị chiến đấu đầy đủ mang đến rất là nhiều trận bàn bởi vậy mới có thể lấy tốc độ nhanh như vậy mà nhanh chóng xây thành trận phòng ngự. Pháp trận phòng ngự phát động, hình thành nên một cái đạo tượng băng ánh sáng với thành nửa vòng, phối hợp với các tu sĩ phía sau thân tường hình thành nên một vòng tròn. Đám hỏa nhung thử là người đầu tiên đánh tới. So với lúc bên ngoài khi nãy, thì hỏa nhung thử xuất hiện lúc này cũng đã cao hơn nửa người cái đám hỏa nhung thử điên cuồng va chạm rất là nhiều con chuột trực tiếp đâm đầu chết ở trên tường băng tường băng xuất hiện từng vết nứt một ít nhung nham ma đầu bay giữa không trung vừa qua tường băng giết tới tu sĩ ninh gia phối hợp ăn ý sớm có chuẩn bị đại lượng pháp khí khởi động lấy phi kiếm phi châm lạm chủ bắn xuyên qua dung nham ma đầu tranh thủ ra cái thời gian mấu chốt trong phòng ngữ thứ hai xây dựng xong Hình đã nên một nửa quả cầu Bao phủ mọi người Thoáng cái Cái tiếng ồn màu bên ngoài trận yếu đi rất là nhiều Tiếp tục xây trận Ninh Phi Cơ Thần tình ngưng tuấn Các tu sĩ ninh gia vừa xây xong Cái tòa đại trận thứ ba Hình thành một cái đạo cột sáng Chống đỡ vách tường không gian ngầm Một đạo ký tức to lớn Đột nhiên toát ra Các tu sĩ vẻ mặt kinh hãi <laughs> Ký tức kim đan Không lẽ chúng ta Chỉ kích chính là tu sĩ Kim đan sao Ký tức này ta nhớ rõ Là chính gia lão tổ Chỉnh chỉnh sông câu á Không lẽ chỉnh gia Là muốn xuống tay với chúng ta sao chứ Tâm tình các tu sĩ ninh gia Bắt đầu hỗn loạn Cầm miệng Ninh phi cừ quả quyết hét lớn Nếu coi thật là chỉnh sông câu Gây bất lợi cho chúng ta Chúng ta không thể nào chạy thoát khỏi nơi đây được Nhưng cái khả năng này quá là nhỏ Bọn họ nếu quả thật là muốn ra tay Hại mấy người chúng ta làm gì chứ Đã thở kinh xạ sao Chúng ta sẽ không phải là mục tiêu tấn công đầu tiên Ninh Phi Cơ thoáng ổn định tâm tình liền nhìn thấy một đạo nhân ảnh Cầm trong tay sông câu Trực tiếp phá tan vô số yêu thú Giết về phía bên trong một cái thông đạo nào đó Hả? Là chỉnh sông câu kìa Ta, nhìn thấy vũ khí nhật nguyệt câu đặc trưng của hắn á Hắn không phải là đến đối phó với chúng ta chứ Trong lòng các tu sĩ ninh gia vừa mới yên tâm Thì chờ sâu một khoảnh khắc lại dần lên Bởi vì cường độ trùng kích của yêu thú tăng vọt Áp lực của trận pháp phòng ngự kịch tăng Ninh phi cờ không thể không hạ lệnh Để cho thuộc hạ tạo thành mấy tiểu đội Viết ra bên ngoài trận pháp hồng giảm bớn áp lực của trận pháp trận pháp dù sao cũng là vội vàng bày trận cho nên không có vững chắc yêu thú thì là mãnh liệt mặc dù các tu sĩ ninh gia liều chết chiến đấu hăng hái đạo tượng băng thứ nhất vẫn là rất nhanh đã bị phá đạo tường băng thứ hai cũng không chống đỡ được bao lâu cũng may tu sĩ ninh gia nhân cơ hội này lại thiết lập được một cái trận thứ tư mỗi người có đầu ở trong cột sáng gian năng phòng ngự sắc mặt ninh dũng tá nhợt thân thể hiên run rẩy ừ, cỏ rồi Có rồi tôi cộng lẽ hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này sao chứ ninh trầm cũng không bình tĩnh vẻ mặt cũng hoảng loạn hoang mang vô chủ ninh chuyến cũng biểu hiện tương tự đôi mắt lại nhộn nhạo từng tia u quang. anh 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 Được nhiên ba tiếng nổ lớn đất rung núi chuyển đám yêu thú điên cuồng chạy trốn một đạo nhân ảnh màu đen trực tiếp phá vỡ vách tường vọt vào bên trong quản trường ngầm sau đó tiêu sĩ kim đan trịnh gia trịnh sông câu cũng đuổi theo Hừ, cái bọn chuột nhát còn dám mơ ước tiên cung để lại cái mạng đi trịnh sông câu rống to trịnh sông câu toàn lực quét ngang bước ra một đạo đau khí dài tới năm thước thế năm của bóng đen già dạ nua khạc khạc cười to <cười> tàn báo chồng tụ chàng giới đều là người hữu duyên có được mấy đại tộc quá thị tiên thành các ngươi muốn nuốt riêng tiền cùng dung nham sâu đừng có nằm mơ nói xong cái bóng đen liều mạng đánh tan đau khí nhưng cứ cơ hội này mượn lực bay về phía các tu sĩ ninh gia Ninh Phi Cơ trong nhắm mắt trong lòng cảnh báo điên cuồng, chúng vào trong trận pháp chánh giữa, trong miệng thì hô to. Ta tới, chủ trì đại trận. Pháp trận phòng ngự tràn ra ánh sáng rực rỡ trước nay chưa từng có. Bóng đèn đi tới trước mặt của pháp trận, nhẹ nhàng vung tay lên một cái, trong nháy mắt đã đánh tan pháp trận. Lại một cái vung tay lên nữa, một mẫn lớn tu sĩ ngã xuống Thân thể lông tóc không tổn hao gì Nhưng cũng không còn sinh cơ Hừm. Mà tu, Còn càng rỡ Trịnh sông câu giận dữ sông lên Hắc ảnh ma tu xây người đại chiến với trịnh sông câu Ninh 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 phi cơ đại nhân Tiêu sĩ Ninh gia hô to Ninh phi cơ Hai mắt trợn tròn Ngà xuống đất Chết không nhắm mắt mất đi đại trận bảo hộ là không có thủ lĩnh sau đó thì yêu thú tiếp tục đánh chết các tu sĩ ninh gia chứ có thể là tứ tá mà chạy thương vong nhanh chóng tăng lên trong lúc nguy cấp nên Triết bỗng nhiên hô to đi qua thông đạo tu sĩ kim đan đã xông tới chỗ đó là yêu thú nhất định là ít nhất được nhắc nhở lục thần vô chủ của các tu sĩ ninh gia đều đã giật mình đúng vậy á à, đúng vậy á à. Nhưng trong thông đạo kia Nó bị hai cái vị kim đang liên tục xung đột qua một lần Nhất định yêu thú nhất định Ít nhất đó cứu bọn mình đó đi Vì thế Mọi người nên gia lại một lần nữa Nói đuôi thành một cái sợi dây thần Giết về phía cửa thông đạo Ninh Dũng, Ninh Chậm Các người theo sát ta Ninh Chuyến mở rộng lòng mình Móc ra một cái phần phù lục băng xương Vung vẩy chung quanh Những cái thứ này đều là hắn ngày thường Ở trong học đường chế phù Tích lũy được sớm có xuất xứ ninh dũng ninh trầm đều là hai mắt đỏ ngầu Dưới sự bối rối theo bản năng liền đi theo phía sau ninh chuyết đem hết cái toàn lực chiến đấu vì chính mình mà tranh thủ khả năng sống sót ba người giúp đỡ lẫn nhau hiểm trong nguy hiểm đuổi theo đại quân của ninh gia tiến vào trong cửa thông đạo quay đầu nhìn lại hai cái vị kim đang đánh cho thanh thế cuồn cuộn khiến cho đám yêu thú chạy trốn chung quanh cả kinh không ít yêu thú cùng với đám người ninh gia chạy chối chết từ phía sau bọn họ nhào tới phía trước thông đạo đều là thi thể của yêu thú còn sống sót rất là ít nhưng mà sau lưng lại có lục tục yêu thú xông vào với cái loại áp lực này các tu sĩ ninh gia chỉ có thể kiên trì theo thông đạo hướng phía trước liều mạng chạy như điên giết 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 dọc đường bọn họ gặp phải một ít yêu thú chặn đường Đều bị các tu sĩ ninh chạy chối chết nội điên Toàn lực đánh chết Cái Cái kỳ lạ Đó là tiên cung dung nham á Không nghĩ tới thông đạo này Cũng có thể thông tới tiên cung dung nham Các tu sĩ ninh gia Phát hiện một cái hồ dung nham Kiến chúng tiên cung lộ ra Một gốc nhỏ Tiên cung dung nham Ninh chuyến khẽ hô Cái vẻ mặt của hắn tương đối là tự nhiên là một cái thiếu niên bình thường Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiên cung Tâm thần có tránh khỏi bị câu động Chỉ là không có ai thấy được Dưới đáy mắt hắn chợt hiện lên một tia tinh quang Trên thực tế Hắn đã sớm dự đoán được kết quả này Ninh trầm ở một bên thở hồng hộc Kịp phản ứng kêu lên Cái này kỳ thật Cũng không khó đoán ạ. À? Lúc trước hẳn vì Kim Đăng kia giao chiến Lời của bọn họ nói là không phải là Đã tiết lộ đáp án rồi sao rất có thể là hắc ám tu muốn lén dạo lại bị trịnh sông câu chặn lại đó. tình cảnh của các tiêu sĩ ninh gia rất là xấu hổ phía trước là hồ dung nham lộ ra một góc kiến trúc tiên cung phía sau lại là yêu thú không ngừng vọt tới bị buộc phải bắt đắc dĩ tàn chúng ninh gia chưa có thể kết trận phòng thủ một lần nữa bọn họ kết hai tòa trận một bên ngoài một bên trong lòng vào nhau Cường độ tấn công của yêu thú Yếu hơn nhiều so với ở chỗ quảng trường ngầm <laughs> Chúng ta có thể ngăn cản chúng được rồi Tu sĩ ninh gia vừa mới vui mừng Thì chọc một tiếng kịch liệt nổ vang Liền theo đó mà truyền đến Đi đâu Tiếng trống giận của hối trịnh sông câu Càng lúc càng gần Các tu sĩ ninh gia lập tức Như là rơi xuống hầm băng Nghe được động tĩnh này rất là rõ ràng Hát ảnh mà tu kia lại giết trở về. À, xem là hôm nay chúng ta chết chắc rồi. Ninh Dũng vẻ mặt trắng bệch. Ninh Trầm dứt khoát nhắm hai mắt lại, hoàn toàn tuyệt vọng. Vừa mới dấy lên hy vọng cầu xin, kết quả lại bị vô tình nghiền nát. Lên lên xuống xuống, hai tu sĩ mới mất hết ý chí chiến đấu. Chết thì chết chứ Vậy thì sao Ninh Chuyến bỗng nhiên hô to một tiếng Thà chết trận như vậy Tốt hơn là chết trong quốc ức Bị kích thích như vậy Ninh Dũng thay đổi sắc mặt Kích khởi cái dũng khí trong tuyệt cảnh Cắn răng đứng lên Ninh Trầm mở to hai mắt Nhìn về phía Ninh Chuyết Vì cái dũng cảm của cái vị động môn Trước khi chết này mà âm thầm bội phục Hắn cũng bị khơi dậy cái dũng khí À Chuyết Nói hay lắm Có thể chết với tay của Kim Đăng chết trước tiên cung dung nham coi như là chết có ý nghĩa hắn vừa dứt lời liền có khói đặc cuồn cuộn vọt tới khói đặc vô cùng đen kịnh ẩn chứa ám năng mạnh liệt có thể che chắn thần thức và cảm ứng trong nháy mắt bóng tối trong khói đen nhốn nháo ngưng tụ lẫn nhau hình thành nên vô số hắc ảnh xà mãn đụng vào trong tiên cung dung nham ở trong hồ dung nham nhưng chỉ va chạm được một nửa rắn mãn khổng lồ vô lực tiêu tán cái tiếng gầm rú của trình sông câu lại truyền đến công kích tiên cung hả đừng có mơ tưởng nhưng ngay sau đó xa mãn lại một lần nữa sinh ra lúc này đây lại không có tiến công tiên cung mà là trực tiếp công kích bốn phía thông đạo vết động thông đạo dưới cuộn công như vậy nhất thời cây đứng mọc thành bụi gần như là sụp đổ <laughs> cái tên điên thấy một màn như vậy trong lòng Trịnh trong Câu cũng sinh ra hạng ý hắn không có cách nào chỉ có thể chuyển công thành thủ sử dụng toàn lực pháp lực cuồng dũng bao trùm thông đạo tiến hành thu hộ trong khói đen có một con hắc ảnh truyền xà đột nhiên đụng vào trong trận pháp của Ninh Gia không có gì ngoài ý muốn công kích cấm kim đan không phải là trận pháp Ninh Gia có khả năng thừa nhận trong nháy mắt đã liền sụp đổ khối đen ùn ùn kéo tới tầm nhìn của tạng chúng ninh gia hoàn toàn bị che đậy <laughs> tới đây đi ninh dũng hét lớn bộc phát toàn bộ dũng khí Viết ý tự chiến khói đen cuộn cuộn đưa tay không thấy năm ngón ninh trước phản phất ở trong nháy mắt đã trở thành lẻ lơ một mình hắn móc ra một cái lệnh bài biến hóa ra thương thiết hắn giáp thiết giáp bào thân lập tức làm cho hắn có được chiến lực của chút cơ kỳ đã kết thúc tập 3 của bộ truyện cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu các bạn thấy hay hãy cho cốc nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nha hẹn gặp lại ở uh, tập 4 của bộ truyện tiên công khai vật của tác giả cổ trần nhân nhé